Hello, Hồng An chào mọi người. Hồng An chúc bà con cô bác luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an nha. Và hôm nay là Hồng An làm một cái clip kỷ niệm lại hai con xe rim Thái 81 đầu và một con rim đời, chuẩn bị chia sẻ lại cho ông anh lên rước em nó. Bây giờ Hồng An làm lại một cái clip lưu lại kỷ niệm. Và con này nhiều hình như anh em là cũng chưa có xem chi tiết ban ngày được rõ nét, đâm ra Hồng An cũng mong muốn là quay lại những cái chi tiết đẹp nhất ban ngày, rõ nét nhất, chia sẻ cho anh em chiêm ngưỡng, giao lưu học hỏi thôi nha. Đó. Con này là con rim Thái 81 đầu nè. Nhưng mà hai con này là Hồng An bắt đầu là Hồng An đã nói rồi, đã chốt với ông anh kết duyên. Bây giờ ông anh ông rảnh, ông chạy xe lên này anh bàn giao cho ảnh luôn. Hôm nay công việc cũng bận quá, lễ lộc này kia ảnh chưa có rảnh, thì hôm nay ảnh sẽ sắp xếp anh lên rước cặp xe này về. Mà Hồng An cũng xin thông báo luôn là cái hôm qua Hồng An đăng con quay a đem xương cá màu đỏ, thì cũng đã có em trai ở dưới Sóc Trăng cũng đã từng ủng hộ Hồng An là ba xe rồi, thì hôm nay lại một con nữa là con thứ tư quay A100 xương cá xe rất đẹp á. Lát Hồng An sẽ ráp cái áo vô là hết cho em trai, và Hồng An cũng đi gửi đó. Và một chiếc rim Thái hôm qua cũng có lên sóng, cũng 81 đầu, là Hồng An cũng đã chốt với một người ông anh ở dưới Hưng Yên ngoài Bắc Luận đó. Nói chung anh em xa xôi từ Nam ra Bắc cũng như một nhà rồi, đúng không? Thì Hồng An cũng sẽ cố gắng sắp xếp anh em thu xếp tiền bạc, xong rồi Hồng An sẽ bàn giao cho ảnh và rút hồ sơ cho ảnh luôn. Một lát Hồng An cũng kiểm tra lại cái con Phil Chanel cơ 209 nè đó, mà người em ở dưới cũng là ở dưới Sóc Trăng luôn, cũng đã chuyển khoản đủ rồi. Để Hồng An một lát kiểm tra sơ sơ lại cái, nếu mà ok thì Hồng An sẽ đi gửi cho em luôn ha. Đó. Công việc rất nhiều mọi người ơi. Cặp kiến viên còn ha, rất đẹp nha mọi người. Anh em nhìn ban ngày nó đẹp lắm, nó dán keo nha mọi người. Ba ga mũi đồ đẹp. Khóa zin còn nha mọi người. Cái này là anh em tự hiểu nha, nó vàng ươm luôn nha. Thấy không, dấu chấm sơn vẫn còn nè. Làm dấu chấm sơn đó mọi người. Những cái chi tiết nào Hồng An sẽ quay hết cho anh em xem. Nó như chấm sơn luôn nè. Thấy không? Cái cốt á, dấu chấm sơn này cái cốt luôn nha mọi người. Đó, trắng trắng xanh xanh đó nào. Đó. Là mấy cái vấn đề này là anh em cũng tự hiểu rồi nha. Mình chơi đam mê là những cái này là không thể nào mà để sót được, khi anh em dặn hoặc rửa không kỹ là sẽ bị bay nha. Đó. Chiếc xe thì nằm ngay những chỗ đó hết rồi, thì Hồng An cũng không cần để mình bàn cãi, mình nói nhiều chi tiết chiếc xe. Cái này chủ yếu là cái giao lưu cho anh em chiêm ngưỡng những con xe rim đẹp, đúng chức đẹp. Chi tiết Hồng An cũng đã từng quay rồi, đúng không? Giờ mình đi sơ lại cho anh em chiêm ngưỡng cái trước khi Hồng An bàn giao. Kỷ niệm thôi nha, cặp xe này kỷ niệm thôi, quá cặp anh em thấy không,
ốc còn trắng sáng luôn đó mọi người. Ban ngày anh em coi nó đã lắm. Đó. Dấu zin của nó đó. Chưa. Bạn luôn nha mọi người. Thầy dơ nha, để nguyên luôn. Dán keo. Và quan trọng nhất là cục máy nha anh em. Mình chơi xe đẹp xe chất là cục máy là nó phải chất, mình mới nên chơi nha. Xe đẹp xe chất mà cục máy nó không có được cái gì hết thì anh em khuyên anh em đừng nên, khuyên anh em đừng nên chơi, vì chiếc xe chất nó gắn liền với anh em trong quá trình sử dụng. Dán keo nha mọi người, nó vàng luôn nè, thấy không? Chơi xe chất xe đẹp là phải gắn liền với cục máy, phải chất. Còn cục máy mà nó không chức thì anh em có đi đẹp đi nữa đi, thì thời gian nó sẽ xuống máy và nó sẽ làm máy bổ máy ra thì không còn giá trị chiếc xe nữa. Vì rất đầu là đã mất đi 30% tổng giá trị xe rồi. Và làm luôn cái máy nữa thì thôi ha. Không ăn không thể nào bàn cãi trong đây được. Đó, còn cái vấn đề phụ tùng linh kiện, anh em có tiền có thể mua được, thay thế được, còn cục máy là không bao giờ thay thế được nha mọi người. Nên ra trước khi chơi những xe đẹp xe chức là cục máy là trước tiên là phải chức, phải đỉnh. Mình mới đầu tư vô chiếc xe mình chơi. Trước khi chơi mình phải am hiểu. Không ăn bịch bô là không nghe tiếng nha. Nghe hay quá mọi người ơi. Vì phụ tùng bên ngoài anh em có thể đầu tư được và có thể mua được ha. Còn riêng cục máy là không mua được nha mọi người. Máy đã tệ là anh em chỉ có làm máy bổ máy ra thôi ha. Mà máy móc mà đã bổ thì thôi. Anh em không ăn, khuyên anh em đừng có nên chơi. Bổ máy rồi thì cái xe nó chạy khác liền anh em, không còn nguyên vẹn bốc và êm đâu. Này anh Tây hơi lớn nha, bị không ăn đẻ đậu đó, chứ chỉnh nhỏ là không nghe tiếng nha mọi người. Cái này không ăn lúc nào cũng chú trọng về máy hết, tất cả các dòng xe, không có trừ những dòng xe độc xe trước đâu. Các dòng xe Hồng An đều quan tâm về máy hết, để cái đó là một cái điều kiện cho anh em được sở hữu những chiếc xe đẹp, xe đẹp máy dữ thì mình đi thời gian nó dài, nó không có tốn tiền bạc của bà con cô bác đầu tư vô chiếc xe đó. Mình đi thời gian mình chán mình bán, mình vẫn giữ được cái giá trị của nó, lỗ không có được, lỗ không có bao nhiêu hết. Rồi ok, tiếp đến là con Rim Tam Hồng. Dán keo nguyên chiếc nha mọi người. Dàn bạc zin nè. Đẹp. Cặp kính vẫn kính zin nha mọi người. Chuyện. Hàng này hàng hiếm nha. Tem Hồng đời 93 rất hiếm nha mọi người. Cầm
thành một này. Tập bao tay zin luôn nha. Đó, chìa khóa ổ khóa zin nha mọi người. Xe này là chủ xe họ bảo quản kỹ lắm á, chắc mở bò nguyên chiếc xe luôn, ngay cái sườn luôn nha mọi người. Chiếc này là Hồng An nhắc là anh em nhớ nhớ liền à, chắc mở bò do cái bụng mình sườn là gấp họ chắc hết nguyên chiếc xe luôn đó mọi người. Đâm ra cái sườn này đẹp lắm, anh em coi mình sườn nó bóng cái đó nè anh em, thấy không? Không có mình sườn ở đó đó mọi người, mới đó à. Con này mình sườn là vô địch luôn nha. À, mình sườn ở đó đó mọi người thấy không? Mình sườn vàng bạc dán keo nè, còn dán keo nữa nè. À, keo nè. À, keo nè. Này cho ông anh về, ông anh muốn lột thì lột, muốn giữ thì giữ thôi nha ha. Ông anh chỉ bàn giao như vậy cho ảnh thôi ha. Cầm đùm nè, còn màu xanh, còn màu trắng xanh luôn nè mọi người, thấy không? Chưa xuống chì nè. Đẹp. Tem hồng đẹp quá mọi người ơi. Số 4, số một chủ nè, thấy không? Xe này cũng vậy nha. 4771 nè. Số 1 một chủ không à. Xe ngay một chủ mua thùng không nha mọi người. Đây là ốc vàng ươm luôn nha. Ốc còn vàng ươm luôn á. Từ 93 tới 93 94 tới giờ nè. 20 mấy năm cỡ đó đó mọi người. Ghê quá người ơi, mới cái đó rồi. Keo nè. Mép keo. So nè mọi người. Biết tại sao nó vàng không? Tại họ chủ xe họ chét mở bò đầy hết nhiên cái lò so luôn đó. Hồng An chà nó ra vệ sinh lại nó mới vàng như vậy đó. Tha mở bò đầy hết cái xe luôn. Đó, những cái này vẫn còn nè. Mở bò vẫn còn nằm trong đây nha mọi người. Xăng nguyên tới giờ luôn, ốc vẫn còn xanh ươm mà. Rồi.
luôn thấy không? Máy Hồng An mà lựa cho anh em những cục máy toàn đạt trên cỡ 90% tới 95 so với những cái xe mới hiện nay nha. Cái máy đạt chuẩn nha mọi người. Em ra anh em đi những dòng xe này về á, thật sự là máy nó vẫn còn khỏe lắm. Vì nó đạt chuẩn 90 đến 95 thì nó máy nó vẫn còn rất rất khỏe nha. Nồi bọng này kia vẫn còn nhớm nhớm chứ không đến nổi mà máy mà chưa chạm nhưng mà chạy không nổi, nó lì nó la đâu nha. Máy móc là chạy là vẫn còn nhớm nhớm đó. Cái lực nồi của nó vẫn còn khỏe nha mọi người. Xe đậu bình nó hơi yếu nè. Ôi hên quá, vẫn còn nổ luôn. Cái hên á. Để bên kho bảo quản nó. Lưu là cái kỷ niệm thôi ha. Thì Hồng An đã giữ lời hứa với ông anh là hơn nửa tháng nay rồi, anh em biết rồi. Hồng An vừa mới đăng cặp xe này lên là Hồng An đã nói là đã có ông anh chốt rồi đó. Hôm nay là hơn nửa tháng nay Hồng An để lại trong cái kho bảo quản lại. Và hôm nay đúng ngày anh lên là anh rước hai con xe này về vô cái bộ sưu tập của ảnh. Và không ai ngoài ông anh mà ở dưới Bình Dương của mình nha đó. Xe này thuộc về ông anh Bình Dương của mình, người kết duyên chi kỷ luôn đó. Từng chơi những cái dòng rim Thái đam mê, rim Thái, Super, tất cả các thể loại ảnh đều có hết ở dưới Bình Dương nha. Và cái lễ này là Hồng An cũng đã, ảnh cũng kêu Hồng An ghé xuống chơi tham quan cái kho của ảnh. Sẵn Hồng An đi chùa Bà Bình Dương cũng có dịp ghé qua ảnh, anh em giao lưu hàng duyên đó. Quá mọi người ơi, cặp xe hôm nay Diêm Thái đó, hàng cũng hút lắm mọi người, khó tìm được những chiếc xe đẹp xe chất lắm. Đa số là cũng có những phụ tùng linh kiện họ thay thế cũng nhiều, nhưng mà quan trọng cái đó là Hồng An không quan trọng những cái phụ tùng trên xe. Hồng An chỉ quan tâm tới cái vấn đề về máy thôi, thấy không? Kiếm được một chiếc xe mà đúng cục máy mà Hồng An mà tiện chọn ra nó khó lắm. Chứ xe thực sự là cũng có đó chứ không phải là không. Nhưng mà Hồng An đã chấp nhận đăng trên kênh bán cho những anh em chơi đam mê sưu tầm này kia, là quan trọng là cục máy Hồng An kiếm không có được như ý được. Năm ra hôm rày nó khó tìm được một chiếc xe như Hồng An mong đợi, rất khó tìm. Xe thì vẫn đẹp đó, vẫn zin đó, nhưng mà cục máy Hồng An cảm thấy là chưa có thể nào mà ưng ý để Hồng An đăng lên trên chia sẻ cho anh em. Đâm ra những anh em mà có dặn Hồng An những chiếc rim á, chịu khó đợi một thời gian ha. Chứ giờ gấp quá thì Hồng An chắc chắn là sẽ không kiếm được rồi. Vì mình cảm thấy mình không được thì không thể nào mình qua mặt anh em được. Bản thân mình cảm thấy không vừa lòng thì anh em làm sao vừa lòng được, thấy không? Đó, rồi ok, clip cũng đã dài rồi. Nó chỉ còn là một cái kỷ niệm ha. Mà Hồng An chúc bà con cô bác luôn vui vẻ mạnh khỏe và bình an nha. Bye bye.